Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái bước nhỏ nhỏ là vẽ cái tàu ngầm của hải quân của Mỹ. Và đây là cái hình của nó, đây thông tin của nó đây, đây ở đây là một số cái hình mà nó người ta cái model người ta đã hoàn thiện rồi. Mình sẽ tham khảo cái này, mình vẽ theo, mình sẽ tích cho luôn rồi. Ok, đầu tiên bây giờ là kích thước của cái tấm ảnh là 940x307. Mình sẽ vẽ cho một cái tấm plan, một cái plan nhập vào đây là chín bốn mươi ba không bảy ba không bảy chín bốn không 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 to lên. Rồi sau đó là mình làm phần texture bằng cách là mình sẽ cầm đặt cần tới mình này, kéo thả vào rồi. Ok, rồi để mà tạo cho tạo cái tàu ngầm này á, thì cái cấu về cái cấu tạo xem á, các bạn xem nó phân tích ra nó là một cái hình khối cầu, cái cầu đây, một cầu này, bo này, cái cầu này đó. Thì bây giờ mình sẽ làm như sau, mình tạo ra một cái khối cầu đây, sau đó mình sẽ xoay cái mặt này là 90 độ, 90 độ à. Cái này khối này nó là có bao 32 miếng mảnh, bây giờ mình để cho nó bớt đi, low poly đi, nó chỉ còn cho khoảng cả 25 mà tùy thôi, tùy cái con điểm mà. Cái này nó càng nhiều thì nó càng tròn, càng mịn, mình nghĩ là nó cũng không cần thiết lắm rồi đó. Rồi bây giờ bấm ATX để cho nó bóng nó vào này, rồi sau đó vào cái view background này, tắt cái bóng đổ đi, tắt xa đây, tắt highlight rồi. Rồi sau khi xong bấm câu gọi edit button polyline, rồi xóa bớt nó đi. Rồi sau đó mình sẽ scale, dùng công lại công cụ scale để chỉnh cái mũi nó về đúng. Rồi sau khi chỉnh xong đó mình sẽ kéo cho nó mịn lại đó. Rồi ok, mình kéo lưới này rồi cho nó mịn này. Rồi tiếp tục bấm shift và mũi tên kéo này ra này, để cho nó đi theo cái đường biên đường trục này. Mình vừa kéo mình vừa di chuyển này, hoặc là chọn select này để mình nắn cái hình nó cho nó đúng với lại cái hình con tàu đó. Đó, tiếp tục. Đó, rồi tiếp tục kéo ra, rồi tiếp tục kéo ra. Cứ mỗi một cái khoang này là mình sẽ được một cái ấy, mỗi khoang là cái một đốt này là mình sẽ được một đốt mô hình
chỗ này nó có thể là bé quá, nó mình kéo cho nó đều ra để cho người ta có thể dễ cắt dán. Rồi chỗ này con tàu tiếp tục mình kéo tới đây. Đây đây kéo đây nó sẽ nó lại rồi tiếp tục nè, kéo một đốt có thể kéo dài ra hoặc kéo đây để mai mốt mình có thể mình điều chỉnh lại. Rồi tiếp tục này. Rồi rồi kéo nó đây. Đốt sau rồi đó rồi đó, và cơ bản là chúng ta sẽ làm xong cái phần khung khung con tàu ngầm đó. Như chung là về cơ bản là mình án chừng là mình làm xong đó. Bây giờ này đây là mặt bàn mặt đúng rồi, bây giờ mình phải canh lại cho mặt bàn cho nó bo, tàu mình là chưa như này là nó chưa đều, bây giờ mình phải nắn lại làm sao cho nó nhìn cho nó hài hòa đó. Rồi đối chiếu, rồi đối chiếu hình ảnh nè. Rồi ok chưa. Rồi rồi tiếp tục tiếp tục nha. Chúng ta sẽ kế tiếp là cái chân vịt. Chân vịt mình sẽ đi từ cái khối cơ bản là có bút. Rồi vẽ một cái khối bút vàng để cho nó đặt cho nó ở giữa đó, bật chế độ mất điện và đặt ở giữa, kéo nó vào đây. Rồi nó ba là tế để cho nó trong suốt, mình cover lại tiếp tục này. Và mình sẽ nắn lại cái hình, về cơ bản là mình sẽ phải nắn nó lại, nắn nó lại thành một cái khối. Đó chỗ này mình phải điều chỉnh một chút rồi, chỗ này này và mình sẽ cái ô lưới này này mình sẽ làm sao mình chỉnh cho nó cái khối cái chân vịt này nó sẽ nằm trong một cái miếng chi tiết đó thì nó hay hơn để mình dễ định vị nó hơn. Rồi sau khi nặn cái hình nó rồi sau đây để cho nó bằng này, chọn chế độ này, rồi chọn chế độ nhau giống theo trục x giống cái này theo trục x này, trục y này, không được. Để cho nó thẳng lại cái chi tiết của mình đó, tương tự với trục Z, trục Y này đó. Rồi ok, sau khi xong rồi đúng không, là chúng ta sẽ phải xét đến độ dày của nó. Mình phải xem cái chân vịt này, cái chân vịt con tàu này này đó, nó tròn bo lại, nó tròn bo lại này. À, chúng ta cũng sẽ nặn lại cái hình này thôi. Về cơ bản là như vậy. Chân vịt nó từng tròn, nó bao nó có theo cái hình mà như thế này này, cái mặt cắt ngang của nó sẽ hình thon như thế này đó, cái chỗ này nó nhọn này, thì mình sẽ bắt đầu mình cũng để làm được cái điều đó, mình sẽ
sẽ làm đoạn cuối mình bấm connect này, mình nối cái này luôn để cho nó tạo thành hình hình giọt nước rồi thì nó mới đúng. Rồi đặt chế độ khi bắt điện lên, gió đưa cái này nó vào ở giữa, công việc nó luôn luôn là giữa tàu rồi. Xong xong rồi nè, rồi chúng ta sẽ đây đó. Rồi chúng ta sẽ connect cái điểm đầu lại, rồi kéo nó ra phía trước, rồi bấm, mình sẽ chọn cái này rồi đúng không, mình sẽ bấm transfer. Cái này nó càng nhiều á thì nó càng bị transfer này. Rồi sau đó mình nắn nó lại. Rồi ok, này cái này nó chưa được ổn lắm, nó chưa được tròn lắm, mình sẽ phải chỉnh nó lại cho nó tròn lại. Đây mình sẽ nắn cái này lại cho nó tròn lại. Đó, từ từ ở đoạn dưới cũng vậy, đoạn dưới này. Đó. Cái đoạn dưới lại cho nó bò tròn lại. Cái này nó càng càng cong càng nhiều quá thì nó càng mịn thôi. Cái này là mình chỉ vẽ thử cho mình như vậy rồi. Ok, vậy là chúng ta đã có xong cái chân vịt nha. Tiếp tục là mình với chân cái chân vịt đây. Chân vịt này thì mình làm cũng tương tự. Mày để tiết kiệm thời gian mình kéo ship kéo để cho nó copy cái này lên, sau đó xoay lại thêm một cái độ góc là 90 độ để làm vậy làm cái chân vịt ngang, rồi sau đó kéo nó ra. Đây xem cái này nó nhỏ này, mình sẽ phải giống cho nó giống cái thằng hàng trước để cho nó cùng vào mặt phẳng, rồi scale nó lại để cho nó ra. Đây cái chân vịt nó như thế này, cái này nó chưa vậy này, này nó chưa thẳng này, phải nắn nó lại này để cho nó chắc ăn nhất đó, để cho này nó về đồng đồng trục, rồi sau đó xoay nó lại theo cái phương như cả của tầng ngầm. Rồi tương tự như vậy, cái chân vịt này á, nó có dài ra, dài ra ở đây nó có một cái góc bo này, nó bo nó hơi chảy này. Đó, thì con nét đó. Đó. Rồi, chân này nó hơi trái ra thì mình di chuyển đó. Đó, kéo ra đó, nó sẽ hơi 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 bo ra, tương tự làm với lại cái thằng này cũng vậy. Này đây, nhưng mà cái này nó bé lắm, có thể bỏ qua rồi cũng được tùy. Xoay lại như này. Đây, cái chân này sẽ trở hơi trở ra, mình cầm đây mình kéo nó ra. Đó, cái chân này cũng hơi trở ra. Rồi tiếp tục, cái chân vịt này nó có bự không?
coi nó nhỏ hơn, nó bé hơn và nó dài ra chứ. Rồi chúng ta tiếp tục scale nữa ạ. Scale thêm một vô. Đây, bắt đầu làm xoay cái trục lại cho nó đều. Đó. Rồi, ok. Rồi, ok. Đây, mình phải vẽ cái chi tiết này đó. Chi tiết này. Nó là cái này nè. Để mình vẽ được, mình nhân đôi cái này ra. Đây, qua ra đây cho nhìn cho nó rõ rõ à. Mình cũng đi từ cái khối cơ bản là có bút nè. Rồi, edit tầm polyline. Rồi, đây này, khối này nó tròn rồi. Thì thực ra cái này á, cái quan điểm của mình nên xử lý nó là cái khối dẹt, dán thêm vô nó hay hơn. Đó, thì cái cách xử lý này, đầu là nó bo, mình sẽ bo nó. Chamfer. Rồi ok. Vậy là mình sẽ có cái mặt phẳng rồi. Về cơ bản là mình có đã có rồi. Mình chỉ lấy cái này thôi. Mặt phẳng này này. Cái tấm này nè, là làm chân chân dê này. Rồi, copy nó ra. Sai. Rồi, chỉnh chụp lại. Kéo vào đây. Đó, thế là mình sẽ có đây. Rồi, tắt thằng này nó lại cho nó lên một chi tiết. Rồi sau đó mirror chụp y này là tàu gì đây, sô đây, lưu nó lại này, lưu file lại này. Cho cái đó, video này mình sẽ có rồi tương tự làm tương tự làm tương tự đối với lại cái chân dưới cái đáy chân dưới mình cũng để cho nó dài copy nó ra rồi mình gò nó lại theo trục mà y ngược lại này để theo rồi ok kéo nó vào. Rồi và cái chân vịt đó. Cái chân vịt này mình xử lý sao? Thay cái chân vịt này, bo bo chọn này. Mình cũng nhốt cái gốc cho nó gốc, nhốt gốc cho nó nhỏ này. Này, để xử lý cái chân vịt này đó, mình sẽ cho nó bo lại. Bo bo tù đây rồi rồi để cho nó nhìn cho nó rõ hơn thì để cho nó này thành màu đen, cho màu nó thành màu đen này cho nó giống cái tàu rằm. Màu đen thì nó tối quá thì cũng có thể mình lựa chọn cái màu sáng sáng hơn chứ.
cho nó sáng hơn xíu. Đấy. Rồi. Rồi tiếp tục. Để tiếp tục mình sẽ lấy cái chân vịt. Cái chân vịt đó thì mình cũng đi từ cái bóc. Đây, cái bóc có cái hình cái cánh vạt này. Edit nó. Còn ép nó này. Nắn nó thành cái hình chân vịt thôi. Cái chân vịt này trồng trồng mình phải chăm phơ này, bắt đầu mình chăm phơ. Chưa được cong lắm đúng không? Bắt đầu mình phải chỉnh từng cái thôi. Rồi ok, bắt đầu nặn cho nó bo thành một cái hình tròn. Tại thực ra cái chỗ này mình cũng có thể mình xử lý bằng 2D sau cũng được. Như thế tiếp tục mình xử lý cho thằng này nó bo đều ra, cái chân vịt nó đều ra, nó cong đều ra. Cái này là tùy theo cái tay nghề mình uốn cái ấy thôi. Hoặc là cái này mình xử lý trên 2D. Cần lấy cái chân vịt màu vàng, tô vàng màu đồng ấy, lên kéo ra phía sau. Rồi đó, cái chân mình đã có cái chân vịt rồi, cái chân vịt ở trong xoay nó một góc. Là bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái. Mình cũng có thể mình xoay nó, micro nó cho nó đều. Đó, ví dụ vậy.
Ở đây mình xoay là thành 90 độ. Mình còn cái. Này. Chỉ lót lại đó. Đó, cho nó mirror lại. Đây mình mirror tiếp cho nó qua xứng góc bên này. Đó là mirror nó thêm một chục. Thêm chục y nữa. Đó như thế. Rồi mình sẽ có bốn cái chân vịt rồi. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái. Rồi mình sẽ lấy 3 cái này. Mình xoay quanh trục. Để mình có thêm cái con khác lại. Đây mình bắt đầu mình xoay thêm cho nó. Xoay lại cho nó đều. Đó, và cái cơ bản là như thế này. Thật ra những cái chân vịt như thế này mình có thể mình xử lý trên 2D được. Thì mình vẽ như thế là để cho nó có hình dung ra thôi. Rồi, cắt nó lại cho nó thành cái nhóm. Rồi, ok. Thấy là mình có một cái chân vịt. Cái chân vịt này nó mình vẽ hơi to so với cái kia cho nó nhỏ lại này. Đó. Tương tự thôi, mình scale nó lại. Cái này nó scale sau nó không được đều lắm, chỉ cầm lên là xoay nó lại thôi. Mình xử lý 2D cho nên là không cho nên là mình ở trên 3D mình vẽ để cho nó có chi tiết để mình gỡ móc anh. Tiếp tục về cái thượng tầng. Cái thượng tầng của con này á nó giống giống như cái giọt nước này. Những giọt nước. Các cái vẽ của nó cũng đơn giản mà. Nó cũng như thế này nè. Thượng tầng của nó như thế này. Và cái ngang bộ dọc như thế này. Và cái cách vẽ tương tự mình cũng lấy một cái khối làm biến thì mình lấy cái khối này, cái khối mà mình đã vẽ sẵn đây, mình kéo copy nó ra đây. Rồi sau đó scale nó lên, xóa cái phần bo đi để cho nó một chết anh chụp y. Rồi này là chụp x này, chụp đều á. Rồi kệ, để cho mình sẽ xử lý lại. Kèo cho nó bự ra.
Đầu tiên là muốn cho nó bao trong cái này là phải có cái vật nhỏ lại, con nét lại, tạo cho nó độ nhỏ. Mình phải nắn cái hình này nó thành nó tương đối một chút xíu. Đây, cái thật vân tay lại ngầm nó như này. Trước khi là mình phải chỉnh nó lại. Chân về. Đấy, bao ngang luôn rồi nắn nắn cái đường tròn này cho nó đều ra. Làm tương tự đối với cái đoạn hai đoạn cuối chân phật. Xéo nhau bấm nó vào để cho nó thẳng cái chi tiết lại được rồi. Để cơ bản là mình cũng rồi cơ bản mình đã có cái hình đó. Rồi tiếp tục đưa cái này này về về vị trí giữa giữa tàu này.
cái đoạn này nó bo lên sao. Tiếp tục nha, mình cũng xóa này đi, xóa cái mặt này, xóa nhầm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái mặt trên, rồi mình chọn nó kéo nó ra này, vô bo nó về. Cái này nó bo về nè, nó bo tròn về nè, cái cố này nó bo bo tròn về nè. Đây mình nắm cái ô mũ đoạn này nó lại một chút xíu để cho nó bo nó không bị gấp. Không được. Xu hướng là bó bóp nó lại, bó bó lại, bó bằng lại. Rồi sau khi xong người ta là người ta thân thể một số chỗ vị trí của nó, vị trí phân tầng bò tròn lại mà thôi, nó bò tròn lại. Cái cách đi lưới từ chỗ này á, thì đầu tiên là mình phải nắm cái vị trí trên bằng vị trí ở dưới, nó mới bo được như vậy. Rồi giống theo trục x, mình phải nắm cái vị trí bo này như thế này. Tiếp tục. Là sau khi ta nắm lại xong rồi chúng ta mới bắt đầu nó bò những cái tư, nó sẽ có xu hướng là nó bò hội tụ vào một điểm. Mình sẽ làm lại này, mình sẽ nắn cái ô lưới này cho nó đều này.
Tôi chưa được cho mà phải kéo ra không biết như nào. Bò thì chân nó cái này mình hồi quy nó là mình có thể mình nắm nắm cho nó đều đều ra xíu chỗ này kéo nó ra đây. Đây tại sao mình nắm này là tôi tham khảo đối với cái chi tiết tàu, một cái tàu tương tự người ta đã làm rồi như thế này này các rồi sau đó mình còn nét cái này lại đặc biệt là cái căn phòng của mình nếu mà đó cho nó hợp lý này ở đây nó bò 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 chọn bò cầm lại những cái mất cái gì họ kéo cái này đi ra đây đây nó sẽ nó bò cầm lại ở đây nó cái con tàu cái chỗ đó nó phồng lên cái con phồng có kết nối nó lại đây nó bò lên. Rồi, để làm xử lý cái đó mình sẽ phải cho nó đều trục nhau ha đối xứng bây giờ mình vẽ sử dụng cái lệnh đối xứng này để cách để dễ xử lý xóa đi phần nữa để cho nó dễ vẽ rồi sau đó đây rồi chụp đi rồi cho nó phồng lên nó phải phồng lên tạo độ phồng cho nó bằng cách ở đây cao lên này cái hàng thứ hai hàng tiếp theo ạ còn lên nó nặng nó cũng phải cân nhau cái ô đứa này nó để xét cái con của nó
tương tự nha, mình sẽ gì rồi tiếp tục kéo cho cái này combo nha. Bao bao thử cái đường tròn, cái đường cong tròn này. Nối lại data để tạo cái ô lưới. Cũng lại. Đây, này bao tròn này. Mình chỉ đưa bo tròn đầu thôi, nhưng mà chúng ta không cần bo đó. Ok, bây mình sẽ bo cái hoa kia. Một chút cho mình có phải nặng cái ô lưới này, tại vì lúc nãy mình không làm nó thẳng mà. Nên bây giờ mình phải nặng nó lại cho nó thẳng lại, nó bo đều lại. Bây giờ nó thiếu. Đó. Bo đều lại thì lúc nào nó mới thấy được. Trên cái việc đi đi lưới là cái việc rất là quan trọng trong cái việc thiết kế mô hình. Nó việc đi lưới là rất là quan trọng. Lưới này bị dừng. Mình sẽ xóa đi rồi mình nặn nặn nó lại sau, hướng nó lại. Rồi, ok. Cho nó lưới ngồi chứ ngồi không có đến thế này. Rồi, ok. Rồi, hoàn toàn là xong. Này thì nó lại theo trục.
nó từ trực tiếp này. Rồi bây giờ nó sẽ cho nó bo tròn cái này bằng cách kéo nó bo lên. Có một hơi sát quá này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một cái cấu kiện hình bo cong bằng nhau đi. Cái cách mình xử lý một hộ là cách tính lên cái bóng khác cho bạn vào tình trạng là một chia đều ra đây là cho nó hồi quy lại một điểm. Nó cong lên con ép này để cho nó phồng lên đó. Đó cái cách xử lý đoạn cong nó là như thế. Thì lấy xong rồi để cho nó bớt chi tiết đi, cho nó thẳng lại. Mình có thể có nét bớt lại bên như thế này. Đó thì là cách đưa đưa cái sự xử lý này nó về thằng trực.
cái mà nó bo lại theo đúng như cái hình trên đấy. Rồi ok, tiếp tục. Đây. Ok rồi đấy. Rồi cho nó bằng chụp với nhau. Rồi tương tự xử lý, tương tự xử lý, tương tự như thằng này. Thằng này nó cũng bo nè, bo bo thẳng ra. Mình bắt chước đó. Đây cho nó tương tự connect lại với nhau rồi sau đó nắm thả về chụp đi. Rồi thằng này nó vào đây nó theo chụp đi. Thằng này cũng đang có thể cho nó vào đây rồi ấy. Như vậy nó như này là đấy. Rồi ok, chúng ta cũng nắm thằng này lại như vậy luôn. Cái đoạn bông rồi bông xong cho nó bằng nhỏ hết rồi đó. Như thế là chúng ta tiếp tục cái đoạn này mình có thể mình bo nó vào đây. Rồi cái đoạn trên này mình phải bằng nhau. Chúng ta cũng sẽ đây cái này nó đây là rồi để cho nó giống nhau. Đây đoạn này thì thiếu này. Đấy, cái
cách mà đi ô dưới là như thế. Một phần hội quy và một điểm. Rồi, tiếp tục. Rồi, đem nắm cái này lại. Đúng. Đây mình sẽ thấy chưa ổn lắm rồi, nhưng ở trong này thì có thể bò lại sao cho nó em nó bò hoa tròn, và tại vì nó đoạn này nó trong thứ hai phương mà. Rồi, ok. Này nó phải cho nó ra đây cho nó bằng. Ngày mình cứ cho nó cong lên đây, thế là chúng ta đã có một cái phần thượng tầng. Đây, chỗ này chưa ổn lắm này, nó phải hồi quy về một điểm này. Có thể là cho này nó vào đây. Ừ. Đây. Rồi, ok chưa? Cơ bản là nó cũng khá là ổn rồi. Đây, để cho nó đều nhau, nét nó lại vào đây. Nắn cho nó lại bo cho nó tròn, bo tròn lại cho nó tròn lại cho nó.
vòng tròn như này, mình cũng có thể làm thêm mảnh nữa ở đây thì nó tròn cao hơn. Đây đây. Thì cơ bản là như vậy, kéo xuống là người ta đưa rồi, ok. Rồi cái này mà để cho nó cả ít bắt à. Bây giờ mình sẽ lau body thế này, ví dụ chỗ này nó có thể là thẳng được nè, sao body rồi kéo này ra cho nó, kéo cái lưới này ra cho nó đều ra. Có thể sắp quá này. Theo cái chỗ này mà nó phọc ra để sao kéo cái ô này để cho nó nổi phọc đều lên, con tàu nó mới đẹp. Ở đây nó là ba khoảng 2-3 mảnh gì đó. Rồi ok, tiếp tục. Đoạn này mình có thể mình xử lý cho nó bò này, còn em bò này. Rồi cái con tàu về cơ bản là khi ta nó nhận đây đây
Xong sau khi cho mình miro nó để có được một lượng lọc tự tập. Rồi quen luôn là đấy đấy là sau khi nấu xong mình thấy cái ô lúa này nó thực sự là đều, mình nắm tiếp, mình chuyển tiếp để cho nó bò trồng cho đúng thì cái đúng ý chí của mình, cái này nó hơi nhỏ một thêm sẽ là lại cái cần. Để đảm bảo cái tính cân đối đó, thì mình nên điều chỉnh lên một lần nữa. Ok. Rồi, ok chưa? Thòm thòm rồi đó. Rồi, không đi đâu. Mình cũng có thể bo con tàu mình lại cho nó được
đông đảo. Mình có thể tham khảo trên hình trên mạng này để coi nó có đèo hay không. Cái này là cái tàu này là tên gì người ta trời này. Để coi. Đó, cái đây là hình cắt đây cánh ngang này. Lấy cái hình này nó sẽ có thể là nó sẽ chính xác hơn, lựa nó về. Con này mình lấy hình trên mạng hàng cái blue film nó vào mình tập hồ sơ. Mình có cái hình bộ dọc của nó này. Như vậy là con tàu mình là cơ bản là có cái chân vịt là chưa hợp lý lắm. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại cái chân vịt ở cái cánh lái này, chỉ cần là bung nó rộng ra thôi, mình sẽ chỉnh nó luôn. Như cái này cơ bản là phù hợp rồi. Rồi xong. Đang. Cánh con thương lái của mình mình có thể copy nó ra bỏ mình đi. Cánh nó ra rồi xong. Đi rồi lại. Các bạn làm sao con tập
Ok, tiếp theo là cái cục gì đây? Cục này có, nói chung là cái mô hình này nó có đéo hiểu sao luôn. Ai biết thì mình giải thích thôi, nhưng mà thôi kệ, nó vẽ cái cục đó. Còn cái ống gì là lần xoàng chả biết cái ống rồi. Vẽ được thì cũng dễ, mình nó đi từ cái khối này thôi. Thế là chúng mình gọi là chúng mình cái này thì nó không cần nhiều, khoảng 5 năm rồi. Rồi ok, rồi xong cô về sao nữa đi, cái ống này nó áp vào thôi. Rồi sao đi, mình không biết là con nên có cần bỏ vào hay không thì tùy. Này tới đây thôi, còn cái đường này mình phải ống ra này, cho nên là nó khi mà mình làm chỗ này tùy tùy cái người mình thích làm chế thêm rồi. Rồi cứ vẽ cho nó có đi. Cái mô đun này thì tương tự đâu, mình làm được cái tự tầng thì làm được cái mô đun thôi. Mô đun này cũng là cái khối bo tròn lại, cái này trên cái khối có cầu bo tròn lại làm y chang như thằng này, tự cái khối tròn bo lại. Tới đây bò xong đây, bò xuống dưới đây, rồi tới đây là hết rồi. Là mình sẽ được công việc cơ bản, mình sẽ được cái ống gì đó không rõ nữa đây. Nó thế lần này mình sẽ làm khúc này nè. Rồi âm hạt âm hạ hai lần, rồi gắn áp này lên nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ phải nặn nó lại, bắt áp vào cái tàu ngầm của mình này. Đây mình sẽ phải như thế này. Nó sẽ phải nằm đầu khúc này nè.
xoay nó cong theo cái mặt cong mặt phẳng của tàu ngầm. Rồi, ok. Tới đây. Nói chung là cái ống này nó mốt là khi mình làm á là những ra nào làm chế thêm vô, chế thêm vô tới đây bo vào rồi đúng không? Rồi xin ra tới đây. Hình trên hình của nó này, tới đây nè, bo ra. Thực ra cái này thì theo quan điểm của mình nha, thì mình chỉ vẽ tới cái đây thôi này. Còn cái đoạn này mình để cho người ta bẻ cái thép. Đây, tới đây, xóa. Để mình định định hướng để cho người sử dụng mà mình làm được, mình cũng nên vẽ. Nói chung là mình cũng nên để cho họ làm. Cái này thì ra mình vẽ nhưng mà mình không có ấy vô, mình không vẽ nên vẽ ra, mình chỉ có mình là vẽ thì mình có định hướng thôi, không mấy cả. Định hướng cho nó rồi. Kéo này ra tới đây. Cho nó bò theo cái này nè, cùng bình này. Xóa bớt cái này đi. Rồi. Cái này xong bo xuống cái này luôn, cái này mình đi ra ngoài. Bật trước kia cái này tới đây nè. Rồi. Đó. Đó lại là thế. Cái đường ống này chủ yếu là mình đóng vai trò là định hướng, không có mình không rã nó vô mà để cho mình xác định được cái chiều dài mà nó mình biết hướng dẫn nó ra, hoặc là cùng lắm là để tới chỗ đây nè, để mình làm cái ống đỡ ra này. Nhưng mà trong cái quan điểm là mô hình ấy, thì mình nghĩ rất họ cần để cho người sử dụng người ta tự chế cũng được.
trên cái ống này định hướng định vị nó là đó. Thực ra mình không đó. Thì mình sử dụng cái ống này thôi là đi vào cái kết cấu của mình. Tất nhiên là kéo tới đây à, cho nên dễ định hướng định vị cho mình. Mình kẻ làm sao cho nó mấy cái chỗ này nó bo theo cái của mình à. Đó, trên thành điện của mình thì mình cũng thực ra mình không 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 làm cái này. Đó là để mà để giống vào khi cho nó bám thêm một cái bộ phận, một cái ô lưới nào đó trên trên đây. Ok, về cơ bản là đã xong. Rồi tiếp tục mình sẽ làm cung con này, copy nó ra. Trước khi làm cung á, viện sau nó luôn để mai mốt tô cho nó dễ. Ok, cách sau này mình cũng thế này. Này nói chung là mình sẽ đợi lỗi này này, còn đây nữa là rồi nó bằng nhau đi. Thì con như kéo ra này đó, cực lắm chứ bộ. Đây sáng quá
ta sẽ có cái màu sơn. Ok. Cái dạng này cho đây. Mình sẽ đổ cái màu này. Đó. Một trà cũng được. Xem nó có được không nha. Rồi kia. Được rồi. Đó. Mình kêu mà mình cũng thử tô màu đúng không? Rồi ok. Một nửa bên này là màu đỏ. Hoặc là cũng có một cái nhiều cách để chất chơi lắm. Rồi kéo cái màu nó màu sơn nó này. Rồi lửa trên này màu đen. Thấy cái màu đen. Chọn màu. Lên. Rồi, xem nhẹ. Rồi, có cái màu thứ hai rồi. Cũng bô lên một nửa còn lại. Trước nay mình bị lầm bị lỗi ô lưới nè, chết tôi rồi.
quá rồi. Thôi, để cho nó dễ xử với đằng nào mình sẽ phải lên lại. Đây. Mình chọn ra một chất mới luôn. Màu tinh dịch màu vàng đỏ. Là mình bên cho nó màu vàng luôn. Chân vịt. Tô cho nó màu vàng. Màu cách bộ phận chi tiết. Bộ phận chi tiết này thì là cho nó cùng màu sơn. Rồi. Rồi cái này xóa đi. Đã, chả cần đâu. Tại vì cái màu này trước sau mình cũng phải tô lại. Màu này chỉ có mang tính độ cho nó biết được cái vị trí đó là cái gì thôi. Ok. Làm cái cung rất là dễ. Rồi tắt nó ra. Con này cần tới như này cũng rồi. Rồi. Cap. Rồi xong theo câu bây giờ mình đánh đánh nó sẽ là A. Mình đánh đánh cái phần này là chữ công quyền để mai mốt vào và ra nó mới vẽ nó mình sẽ biết được nó nằm ở đâu. Rồi, ok.
cái gì để chọn? Xuất màu vô đó xong, như vậy là mình đã hoàn thành cái model tàu ngầm hết rồi.